Chào mừng anh em đã quay trở lại. Tao ở bên đây này. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của anh TV. Hello anh em đã quay trở lại. Ngày hôm nay tụi mình sẽ quay chủ đề. Ủa nhạc ở đâu? Ơ nhạc trong kho kìa. Ủa tự nhiên có tiếng nhạc không em? Ê thằng két nó đánh đờn. Thằng két nó bị đánh đờn hôm nay nào vậy? Ê két mày học đờn hồi nào mà mày chơi đờn hay vậy? Thì ta học lâu rồi giờ mới biết hả? Ủa nhạc ở đâu vậy? Trời ơi, tưởng cái gì, tưởng quyết đánh đờn. Biểu hiện của sự lươn lẹo. Mình nói với anh em thôi, video ngày hôm nay mình sẽ làm cuộc thi về làm lồng đèn chung khu cho anh em. Trời ơi, bữa nay đâu phải đóng phim zombie đâu. Tao chuẩn bị đủ đồ rồi. Chọn chủ đề rồi, bữa nay làm lồng đèn chung khu. Ồ, đúng rồi anh em, để bắt đầu cuộc thi ngày hôm nay, bây giờ tụi mình đi kiếm đồ để mình làm lồng đèn nha anh em. Tao gái nè. Ê, thôi mày bớt giận với điện đi. Nó hở điện cái là mày theo ông bà luôn á. Không làm xong cái lồng đèn rồi nè, lồng đèn con chuột. Mấy ngày nó bệnh quá anh em, cái này cái lồng bẫy chuột của mình. Trời ơi, tưởng gì lồng đèn con chuột, mình sáng tạo gấp đôi luôn nè. Trời ơi, lồng đèn con thỏ, mẹ con luôn. Thôi mình không nên biến tạo, rớt cái đôi bể bụng nó chết á. Cái bụng nó mỏng lắm anh em, nó mà bị rớt xuống là nó chết luôn á. Thôi tụi bay đừng có giỡn nữa, bữa nay tao muốn làm nghiêm túc. Giới thiệu với anh em lồng đèn hỏa mi. Ủa cái gì vậy? Vậy mà nó đòi nghiêm túc. Mình sẽ tái chế mấy cái thứ cũ này ra nè. Két nó bắt đầu nó cắt cái ống này ra, nó làm cái lồng đèn của nó nha anh em. Giờ nó bắt đầu nó khoan anh em. Ủa mày chế cái lồng đèn gì giống cây súng quá vậy? Chưa, từ từ lát mày coi, mày sẽ ngạc nhiên phải không? Mình cột dây xong rồi anh em. Lỡ kỹ thuật thôi, giờ mình sửa lại. Đó, mình khắc phục xong rồi anh em, giờ mình xách đi chơi thôi. Nữa, tụt bên đây nữa anh em. Rồi, giờ xong rồi, bao chắc luôn. Giờ mình đi coi cho nó đẹp hơn nha. Cái lồng đèn của nó tự nhiên có cái miếng mút này để làm cái gì vậy anh em? Chắc để đeo cho khỏi đau cổ. Đi chơi chung thu, dán lồng đèn đi chơi. Mình tính trước hết rồi anh em, cầm chiêu mỏi tay đeo lên cổ đi thôi. Giờ mình thiết kế cái chắn gió cho nó nha. Bao cháy luôn anh em. Cái này mà làm xong chắc nó sơn lên là đẹp hết hồn luôn anh em. Rồi nó bắt đầu nó để co hình thù rồi nha anh em. A few moments later. Tôi đã đi co xong rồi anh em. Xin giới thiệu với tất cả anh em lồng đèn âm dương. Mày để cái lồng đèn gì mà nghe âm phủ quá vậy? Lấy cảm hứng từ rằm tháng 7 cô hồn. Đó, mình đã làm ra một cái lồng đèn chung thù. Ê Ngọc Anh, tao nhờ mày xíu được. Làm gì được? Rồi mày đứng yên nha. Nani? Oh my god. Bây giờ mình để đây mình sơn nha anh em. Ê, nó sơn màu vàng xong rồi, giờ tôi sơn cái chân cho nó nha anh em. Sau khi mình sơn á, giờ mình đi co lại nha anh em, nó màu hết rồi. Cái vẽ này chắc nó vẽ chuẩn lắm anh em. Ủa mày vẽ cái mắt quái hay gì? Cái lộn lộn. Nó phải vòng xuống đây anh em. Mình lo làm lồng đèn, ông nội này ông đi làm cái gì vậy anh em? Ủa, ông lo làm lồng đèn đi. Mày chờ đi, sản phẩm của tao là độc chất vô nhị. Ồ, coi chừng nó đi xuống nghĩa địa luôn á. Thôi, mình làm xong rồi, giờ mình lấy đồ trang trí này. Bây giờ tới mình đo làm cái của mình nha anh em. Ê, tao đo xong rồi nè, quỷ sứ. Mày đứng đây cho tao. Wow, nó làm nhanh thế nè em. Ôi, vuông dứt quá à. Nhìn như cái hòm vậy á. Ơi là lộn lộn, như cái lồng đèn vậy đó. Cái này chưa đâu, tao làm xong á, tao còn trang trí đồ nữa. Không biết nó làm gì nữa anh em, nó chét keo đầy hết trơn. Bây giờ mình sẽ trang trí cái lồng đèn của mình. Mặt trước là mặt con thỏ, mặt sau là hình trái tim nha anh em. Cái phần vẽ mình phải lại nhờ thằng Két rồi. Thằng Két nó vẽ đẹp lắm anh em. Mày nói vẽ tao mới vẽ nha. Mày kiếm gì tròn tròn cho tao vẽ cái mặt con thỏ rồi. Ủa tao tưởng mày vẽ đẹp lắm, vẽ cái hình tròn không được hả? Rồi vẽ đi. Két nó chấm thành cái hình tròn rồi anh em. Tao đề co ra con thỏ với trái tim rồi nè. Rồi trái tim thì nhìn còn ra anh em. Mà con thỏ thì anh em ráng tưởng tượng nha. Đó, giờ cho cái lọc đèn lên cái thớt anh em. Cái này là cái máy khoan ông nội. Thớt gì mà thớt. Ê quên, tao chưa xiết mũi. Má những chuyện xiết gì vô hả cha nội? Xiết được xiết quá à. Cũng mày không à. Không xiết cũng chửi, xiết cũng chửi. Kìa kìa kìa. Mày lấy máy hút á, mày hút cho tao đi cho nó hút một bồ gỗ này rớt xuống đầy nhà hết mà. Tao mang cái mày kê cho mày hút nha. Ok. Rồi hút đi, hút đi. Sao mày không hút gì hết vậy? Ai biết đâu, máy sao nó yếu vậy? Hút đi, hút. Sao hút yếu vậy đó nè? Tan đi. Hả? Ủa cái máy hút rồi cũng đang không nổi. Nó là tao hút cắm vô cái máy này ông Thánh. Cái mỏ ông hút tới chiều luôn á. Rồi bật máy lên. Nè em có hút thử được chưa? Nè. Hút được rồi. Đó, vậy đó.
sau khi mình đục lỗ con thỏ rồi bây giờ mình đi trị mụn cho nó nha nè. Trời ơi, trái tim gì méo à. Mày chấm mà. Nhưng mà mày khoái. Mày chấp vậy. Đó, giờ mình vô tối á, mình test thử nè anh em. Dịch giống con thỏ quá ha, mà mở trần do à. Wow, trái tim. Wow, anh em thích lắm. Trời, cha nội này ăn mấy mượn luôn anh em. Tụi với còn anh làm xấu lọc đèn rồi. Cũng còn chơi không à. Kiểu này thi lọc thua chắc rồi anh em. Giờ bắt đầu tụi mình trang trí cho nó nha anh em. Trời ơi, nhìn trái tim nó tật nguồn quá. Mày trang trí gì đây tụi mình hả? Trái tim còn chinh đó đen. Hả? Tao với mày làm xấu lọc đèn rồi. Cha nội kia không có làm cái gì hết trơn. Sao sáng giờ thấy nó ngồi im chỗ vậy? Làm lồng đèn con cá. Từ sáng giờ biết chuyện sắp xuống núi không biết chuyện nào có. Ủa Hiếu, Hiếu thì sáng giờ sao anh không làm lồng đèn anh ngồi đây chi vậy? Mày biết không, tao không được có tuổi thơ giống như người ta, trong khi bọn mày lớn lên đầy đủ, được trải nghiệm những thứ này thứ kia, nhưng tuổi thơ của tao thì không được như vậy. Ủa vậy là hồi đó nhà anh nghèo quá, anh phải đi phụ ba má anh hả? Không, hồi đấy nhà tao giàu lắm. Ba má tao còn bắt tao học và đi du lịch nước ngoài không à. Còn việc ở nhà thì có người làm, tao không phải làm. Nên giờ tao không biết gì hết, tao phải học. Ôi, cha này làm nãy giờ, tôi tưởng là ông già ông khổ lắm anh em. Sáng giờ là học rồi, bây giờ tao bắt đầu làm lồng đèn con cá này. Thôi ông làm nhanh đi, ông màu mèo. Để mà làm lồng đèn con cá này, mình phải chọn những cây tre có phẩm chất tốt này. Cuốn cong nó không bị gãy này đấy. Cái ông này làm nha. Rồi mày lấy mấy cái tre mày chặt mấy cái khớp này cho tao nha, để tao ghép lại, đừng có chặt đứt nha. Ok anh. Tưởng gì, chẳng lẽ dễ không quá à. Đó, chặt mấy cái khớp nè anh em. Đó, mình chặt thành khớp cho ông. Chà rồi, tao thấy mày này. Tôi bỏ mày như cái bồ á. Ê, mới mua thẻ nước ngọt nè, mày uống không? Rồi, nãy giờ mày có thấy tao làm gì không? À, không, 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 tao uống nước ngọt à, tao không thấy gì đâu. Ủa sao cái đuôi này nó ngắn ngắn vậy ta? Người này tao nhớ tao đo không lệch phân nào cơ mà. Em đâu biết gì đâu, nãy giờ ngồi uống nước mà, ai biết gì đâu. À, em tải tết Ngọc Anh nó chặt đứt đó, em ngồi uống nước em không biết gì đâu. Ồ, ông này ông xỏ lá đẹp ghê anh em. Giờ ra cái vây của con cá chép rồi nè anh em. Wow, cái lồng đèn này khổng lồ luôn. Đúng ảnh chỉ được cái xỏ lá thôi anh em. 3 days later. Đó, vậy là mình đã hoàn thành xong cái lồng đèn của mình rồi anh em. Wow, lồng đèn con cá chép bự quá anh em. Khổng lồ luôn. Ôi ôi, đuôi nó vây nè. Người chơi hè rít lồng đèn nè anh em. Wow, đẹp quá anh em, làm toàn bằng lá luôn. Tối nay mình sẽ đốt review cho anh em coi. Đó, cái lồng đèn của mình buổi tối thắp đèn lên rất là đẹp luôn anh em. Đã hình con thỏ nè. Rồi quay cái mặt này lại thử coi. Ồ, ra hình trái tim nè. Này tha hồ đi rước luôn. Đó, dành cho những tâm hồn nào mà đang bị cô đơn á, có thể dùng cái lồng đèn này để tỏ tình crush nữa nha anh em. Ủa mà còn cái lồng đèn của mày cắm đèn cày vô chỗ nào két? Mẹ cắm ra hả? Ủa cắm sao rồi? Mày làm sao rồi cắm coi? Đi, để tao chỉ mày. Mình là người chơi hai băng linh, bây giờ mình cần phải có cát anh em. Đó. Trời ơi. Có 1 0 2. Lồng đèn âm dương mà còn đổ cát vô nữa. Đèn cày cũng đèn cày âm dương, mình phải làm độc gì vậy? Nên trời tối rồi mày giỡn những cái gì quá. Xin giới thiệu với anh em, đây là cái lồng đèn vàng chống lạc âm dương. Đây là loại nhang á, được đặc chế dành riêng cho cái lồng đèn này. Đó anh em thấy không, 7 màu pling pling luôn. Này chỉ có người chơi thể âm dương mới chơi được thôi anh em. Lồng đèn này mình đeo vô cổ tối mình đi nhắc mình. Cái đó là lồng đèn hát 7 anh em. Cuối cùng thì ba thằng mình cũng hoàn thành xong 3 cái lồng đèn. Tối nay tụi mình rước lồng đèn ở đây nha anh em. Trời tối tui luôn rồi. Giờ tụi mình đốt đèn, tụi mình đi rước nha anh em. Phải lên đèn mới đẹp anh em ơi. Rồi cái đây cái bát nhang của nope. À, cái lồng đèn âm dương của ông két đáng chú ý nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Xung quanh đây toàn là tiếng ếch nhái đồ kêu mà nè. Sao tao bị xa ra quá mày. Ok, đốt đèn hết rồi, giờ anh em mình đi rước trung thu thôi. Sao tao thấy ớn ớn sao mày ơi. Có gì đâu phải sợ. Tôi giúp ngay nhà như vậy mày. Cháy nè. Đâu. Cái này nó bị vỡ đổ đèn cày anh em.
Còn cái của ông này nó bị sao á, bị lỗi kỹ thuật á, lâu lâu nó phục lên vậy anh em.